Sáng nay 17 tháng 7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm sau kỳ họp Hội đồng nhân dân thứ 15. Buổi tiếp xúc diễn ra trong thời điểm vấn đề rác thải của thủ đô trở nên nóng khi người dân quanh bãi rác Nam Sơn chặn xe rác do bức xúc với các chính sách đền bù, di dời của thành phố. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho rằng vướng mắc lớn nhất đó là chính sách đền bù cho các vùng bán kính đang chênh lệch và khiến cho người dân Nam Sơn chưa chấp thuận. Vâng, và đồng thời thì một vấn đề bức xúc nữa được đề cập khiến cho người dân quanh khu xử lý chất thải Nam Sơn rất khổ sở, đó là nước rỉ rác ở các hồ chứa cạnh khu chôn lấp bốc mùi rất mất vệ sinh. Và cũng trong ngày hôm nay, sau khi thành phố tiếp xúc đối thoại với người dân ở hai xã Nam Sơn, Hồng Kỳ thuộc huyện Sóc Sơn thì người dân đã dỡ lều bạt mở đường cho xe vận chuyển rác vào bãi rác Nam Sơn. Theo đó, Chủ tịch thành phố nhận định hiện việc giải tỏa đền bù cũng như di dời người dân trong bán kính chịu ảnh hưởng của khu xử lý chất thải gặp rất nhiều khó khăn và chỉ ra 3 vướng mắc. Vướng mắc thứ nhất là giá và đất nhà tái định cư đã được thành phố bố trí xong. Thứ hai là kinh phí cho việc tái định cư thành phố đã đủ đảm bảo. Vấn đề thứ ba cũng là vướng mắc nhất hiện nay là hạn định nguồn gốc đất. Chủ tịch thành phố cũng cho biết rằng sẽ cố gắng xử lý các vấn đề này trong thời gian sớm nhất. Một vấn đề bức xúc nữa được Chủ tịch Hà Nội đề cập khiến cho người dân quanh khu xử lý chất thải Nam Sơn rất khổ sở là nước rỉ rác ở các hồ chứa cạnh khu chôn lấp bốc mùi mất vệ sinh. Hệ thống nước xử lý rác thải của Hà Nội chủ yếu đang được sử dụng phương pháp chôn lấp. Theo đó, cứ 1 mét khối rác thì sinh ra 1,3 mét khối nước rỉ rác. Ở khu vực này có 3 hồ để chứa nước rỉ rác. Hiện tại 150.000 mét khối nước rỉ rác dâng cao, bốc mùi hôi thối khiến cho người dân bức xúc. Về chiến lược xử lý rác thải của thành phố trong thời gian tới, ông Chung cho biết Hà Nội đang xây dựng và chuẩn bị đưa vào khai thác nhiều nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao theo tiêu chuẩn của châu Âu. Cũng trong ngày hôm nay tại UBND huyện Sóc Sơn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng và lãnh đạo các sở ban ngành của thành phố đã đối thoại với người dân vùng ảnh hưởng môi trường khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đề nghị trong 7 tháng phải giải quyết xong phương án giải phóng mặt bằng, đền bù cho người dân. Và trong năm nay thì phải dứt khoát xong các khu tái định cư. Thành phố thì không thiếu tiền để giải quyết việc này và không thể chấp nhận chọn khu tái định cư giống các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thông thường. Vì đây là vấn đề bức xúc, cần giải quyết dứt điểm ở trong năm nay. Và sau cuộc đối thoại thì người dân sống xung quanh bãi rác Nam Sơn đã thu dọn lều bạt, mở đường cho xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn.